thương hiệu điện thoại XOA của Anh được ra mắt thị trường ở châu Âu xem như món bảo vật vô cùng sang trọng, đẳng cấp với các vật liệu quý hiếm, có thiết kế độc đáo và tính năng khác biệt. Hiện tại, nó đã có mặt ở Kỳ Lân Luxury và để hiểu rõ về thiết kế này ra sao thì hãy theo dõi tiếp nhé. Bắt đầu thôi nào! Sự ra đời của dòng máy XOA được xem là sự thỏa mãn khao khát của khách hàng từng yêu thương hiệu Vertu mà muốn khôi phục được những điều tinh túy nhất của dòng thương hiệu này. H.H. Chisholm, giám đốc thiết kế của thương hiệu Vertu cùng với các cộng sự của ông đã quay về dĩ vãng khoảng 20 năm trước. Vertu được đánh giá là siêu phẩm của thời đại, vật bất ly thân của những ngôi sao nổi tiếng Hollywood và được giới tinh hoa và nhà giàu có săn lùng trên thế giới. Sức quyến rũ của sản phẩm tạo nên bởi chính những người nghệ nhân giàu kinh nghiệm ở Anh Quốc, cái nôi của các cuộc cách mạng về cơ khí và chế tác. Để có thể khôi phục được vẻ đẹp trường tồn của thương hiệu Vertu cùng với các thiết kế đầy phóng tác đương đại của xu hướng thiên về tự nhiên, cho nên hơn bao giờ hết, công nghệ căn bản dành cho một chiếc điện thoại được coi trọng nhất, đặc biệt là tính độc quyền bên trong của sản phẩm. XOA ra đời hứa hẹn sẽ mang tới sức hút cho những ai đam mê cái đẹp và yêu thích công nghệ. XOA là tác phẩm nghệ thuật được chất lọc tinh túy và kết hợp hoàn hảo của các nguyên liệu tốt nhất trên thị trường như sapphire, titan, ceramic và chất liệu da. Sapphire với độ cứng chỉ đứng sau kim cương giúp bảo vệ tối đa điện thoại tránh khỏi các tác nhân gây va đập, chảy xước điện thoại. Bộ khung điện thoại và phần bàn phím làm từ chất liệu titan, chất liệu cứng và nhẹ hơn so với thép khoảng 45%, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và bảo vệ mọi xung lực xung quanh với va đập mạnh. Được sản xuất với hàng trăm chi tiết, có những chi tiết nhỏ nhất khoảng kích thước 1,4mm, XOA được lắp ráp và hoàn thiện bởi người nghệ nhân hàng đầu đến từ Anh Quốc, cho nên vẻ đẹp ngoại quan của nó được xem là sự tập hợp các đường cong mềm mại, khắc họa theo suốt dòng chảy của tự nhiên vô cùng quyến rũ và thanh lịch. Chắc hẳn mỗi người đều cảm thấy khó chịu nếu bị xâm phạm quyền riêng tư, đúng không ạ? Thì chiếc XOA xuất hiện như một người vệ sĩ có thể bảo vệ bạn trước mọi tác nhân tấn công. Cụ thể là hệ điều hành của XOA được phát triển riêng, không bị lệ thuộc vào một nhà sản xuất nào, cùng với giao diện người dùng cũng được xuất hiện lần đầu tiên với thiết kế riêng biệt độc đáo. Mặt đồng hồ ở màn hình chính là chiếc logo của XOA, biểu tượng của sự che chở, bảo vệ và an toàn theo mô phỏng của hình ảnh chiếc khiên mà những chiến binh Anh thời cổ đại và Bắc Âu sử dụng. XOA có thể cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi nhắn tin riêng tư cũng như tạo ra phương thức liên lạc tách biệt riêng khỏi các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mặc dù là sản phẩm điện thoại xa xỉ với việc chế tác thủ công, nhưng ẩn chứa đằng sau của XOA là sự tập hợp của các công nghệ đứng đầu thế giới với mong muốn hướng tới những trải nghiệm độc đáo dùng cho người dùng, như cảm biến đo chất lượng không khí và loại bỏ tiếng ồn một cách chủ động. Cảm biến không khí lần đầu tiên được hãng khéo léo tích hợp trong điện thoại XOA này để có thể nhanh chóng cập nhật được chất lượng không khí ở địa điểm cũng như thời điểm đang sử dụng điện thoại. Để đảm bảo cho chất lượng cuộc gọi suôn sẻ nhất thì XOA đo lượng tiếng ồn để có thể chủ động loại trừ được các tạp âm và tối ưu nhất âm lượng của cuộc gọi. Sự tồn tại của chiếc XOA trên thị trường được xem là báu vật không thể thay thế, với sự kết hợp tinh tế giữa quy trình chế tác thủ công đã được kiểm soát nghiêm ngặt trong từng chi tiết và truy soát khép kín, thiết kế vô cùng độc đáo cũng như hệ điều hành thiết kế riêng, tính năng vô cùng đặc biệt đã giúp tạo nên một sản phẩm XOA độc đáo mà không một nhà sản xuất khác có thể copy được. Trong năm đầu tiên tung ra thị trường thì XOA sản xuất với số lượng có hạn dành riêng cho những người yêu công nghệ mà thôi. Và rồi chiếc máy này đã chính thức được ra mắt thị trường ngày 18 tháng 1 năm 2015 ở Anh Quốc và châu Âu với phiên bản 4 màu là Classic, Ebony, Marine và Rose với giá khởi điểm tới hàng trăm triệu VND. Hiện tại ấn phẩm này đang được bày bán tại cửa hàng Kỳ Lân Luxury, đồng thời cũng là đơn vị đại lý chính thức được hãng cấp phép bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chính sách hợp tác có thể liên hệ trực tiếp tại số điện thoại 0901247247 hoặc truy cập website kylanluxury.com để được giải đáp. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi sách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.